Trong ba đối thủ sắp tới, thật sự đội bóng nào cũng mạnh. Cá nhân tôi đều mong muốn được đối đầu với họ. Tất nhiên trong số đó, Hàn Quốc là đội tuyển khiến tôi háo hức nhất, bởi họ có nhiều ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài. Trung vệ Nguyễn Thanh Bình chia sẻ trước buổi tập tối nay 3 tháng 10 của đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, đội quân của huấn luyện viên Chu Xie sẽ gặp Trung Quốc 10/10 và Uzbekistan 13/10 trên đất Trung Quốc. Sau đó tới ngày 17 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Hàn Quốc. Đây được đánh giá là loạt trận quan trọng để toàn đội chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Philippines và Iraq tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới. Thanh Bình nằm trong số 10 hậu vệ được huấn luyện viên Chu Xie triệu tập ở đợt tập trung lần này. Với cá nhân Thanh Bình, trung vệ này bày tỏ sự háo hức được đối đầu với Son Heung-min, ngôi sao làm mưa làm gió tại giải ngoại hạng Anh trong nhiều năm qua. Son Heung-min là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nếu được đối đầu sẽ là trải nghiệm thú vị với tôi và đội tuyển Việt Nam, dẫu cho vẫn biết đây là thử thách rất lớn. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có chiến thuật phù hợp để làm sao hạn chế được những điểm mạnh của phía Hàn Quốc, Thanh Bình chia sẻ. Huấn luyện viên Chu Xie đang bước vào quá trình cuối cùng để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Đáng chú ý, trung vệ sinh năm 2000 cũng tiết lộ cách huấn luyện viên Chu Xie làm công tác tâm lý cho toàn đội khi sắp phải đối đầu với những đối thủ mạnh. Anh nói, sắp tới gặp đối thủ mạnh, huấn luyện viên Chu Xie muốn làm sao để đội thi đấu thật tốt, gây khó khăn cho đối thủ trong từng trận đấu. Trước buổi tập, thầy hay nói chuyện cùng toàn đội, chia sẻ về việc với những đối thủ như thế làm sao để mình có thể chơi tự tin, làm thế nào kiểm soát được trận đấu. Huấn luyện viên Chu Xie có